tình tiếc giao. Ban phước ơn cho cha già mau thoát cơn bệnh tình, dù đời có nhiều gian nan nghe con xin mang hết cho cha, đừng xuôi con phải xa thâm tình như lá xanh xa cành. Son sắc diện chưa thể làm bà nội của con, vì da bà trắng như tuyết, răng bà trong như ngà, tóc đen óng ả mượt mà như một tiểu thơ đại cát vừa tròn tuổi cài trăm dắt lượt. Con thấy sao con nói vậy? Ôi cháu của ta chân chất thật thà, tánh bộc trực như đinh sáng thở nọ. Tiếc giao con ơi, trời già đã xuôi nơi sớm chia nỗi hờn cả nhà.
sẽ rõ. Hù biến Hoài Giao, Hoài Giao con, Hoài Giao con. Cha, cha thấy đỡ nhiều không cha? Thuốc sắc gần tới rồi, cha uống chừng vài thang là sẽ khỏi ngay. Nhà mình nghèo, tiền đâu mà mua thuốc? Dạ, con mua chịu, cô bác thương, nói chừng nào trả cũng được cha. Chỉ sợ cha không còn sống bao lâu, thì tiền đâu mà con trả người ta? Cha phải sống lâu. Không sống lâu làm sao con biết con là ai hả cha? Giao. Dạ. Con vừa nói gì? Con biết con là ai? Là sao? Con mới nằm chiêm bao, thấy một bà tiên nói là nội tổ mẫu của con. Bà xưng là nội tổ mẫu của con à? Dạ. Bà nói bà tên Phan Lê Quê. Phan Lê Quê, Quay Ninh Hầu Đại Soái. Cha, sao cha kinh ngạc đến thế? Bộ có bà Phan Lê Quê thật sao cha? Linh hiển thật. Buổi thời gian phủ đầy thẩm án, 18 năm chôn dâu tận đai lòng. Giao ơi, con không phải là con ruột của cha. Cha ơi, cha giận con hả cha? Hay cha đã mê sẵn rồi? Không đâu, không đâu. Con có biết những người trong bức tranh này là ai không? Dạ con không biết. Người râu bạc, tay cầm kích là Bình Liêu Dương Tiết Nhân Quý. Còn người râu đen này là Lưỡng Liêu Dương Danh Tiết Đinh Sang. Bà này là vợ Quái Linh Hầu Hoàng Nữ Lê Quê. Người con trai này là Tiết Vọng. Người này là Tiết Mạnh. Và người này là Phong Thành Hổ Tiết Cương. Còn đứa nhỏ này là Tiết Giao, là con đó, là con. Cha cũng họ Tiết. Không, cha họ Lý, tên Kỉnh Du. Con là Tiết Giao, đứa con trai cuối cùng dòng họ Tiết. Cha ơi, sự thật thế nào hả cha? Con nghe đây, 18 năm về trước, dòng họ Tiết bị mãn môn su lục, sát dùi châu ở Thiết Ngư Phần. Đứa nhỏ này là con cháu của ai? Ngài Tiết Gia Thọ Hại, thúc phụ đã tráo con mình để làm gì? Để thế mạng cho Tiết Giao. Ba 385 người đã vùi trong chung lâm vỗ. Trời ơi, cha con chết. Mẹ con chết. Anh chị
cha họ Thiết đã chết. Chết gì tiếc cương. Tiếc cương con. Thật lại. Không thiết bị ai phụ mẫu phân ly, do tiếc thương loạn pha qua đắng ngà. Tiếc là xin ngăn bước tham sầu. Cha mẹ cơm nấu bàn hoàng à, phân à, hồn đầy mê nỗi tổ vì con mà những cái đi đường tầng phạm lời thề tuy tổ phá quê đắng ngài thì số hướng phận phụ máu dân cánh gạt dòng lệ tháng mơ đổ mưa bão thù. Đây là tiếc gieo hậu duệ trung thân à, khúc phụ đêm ngày tìm chốn đạo xanh hòa lòng càng lạnh à, đến nơi à, gặp mà tiếc à, cường ôm cháu vào tay á à, dòng câu sơn lạ tiết gia môn mảnh chi thiết.
thận số thi khư phận. Sầu thảm mà nói không thành câu, thâm tình còn đâu trẻ hai phương lại tư dân cùng kinh dân nổi tàu, lại thứ hai kinh bay mẹ cha, lại thứ ba sinh dân cửu tộc dòng họ niết. Chào dân quy kỳ thâm, hận nào người đã giết chết cả nhà, còn dựng đá bia đường ngàn năm di sử, dầm ó thiết quên hết công lao mà đời xây ra đắp mơ non sông sai xưa tuy ly, để ngàn năm họ tiếc nhục ghi. Một tiếc cương đạp chết đông cung, cả họ tiếc vùi thân dưới đây mộ. Chén rượu thứ nhất tế dâm linh nội tổ, chén thứ hai thân phụ lưỡng liêu dương,
thân mẫu quay Ninh Hầu. Chém thứ ba vợ chập tiếc giọng tiếc mảnh tứ đệ tiếc cường, cầu cửa tập thư tha xin thư tha tội cho tiếc cương phong thành hổ. Thạch bia dựng sầm sầm, máu hồng sôi sụp sụp, đã sát tha cửu tập còn di sủ vạn niên. Chuyển lực khí xung thiên, trôi đầu lạp địa. Thành hổ thoát dòng lưới thò, để dòng tiết gia còn có kẻ anh hùng. Lại mong người yêu
tình thương nuôi tiếc giao. Chú phụ ơi chạy đi, chạy đi thật xa, nhanh lên, bao chi tất cả. Phu nhân, phu quân, liều sống chết với nhau. Tiến cương, phải tiến cương đây. Vì có mong muốn đào, binh tướng chi phú dịp cùng. Khá ma quy hàng chịu trói lòng nhân đức ta sẽ nhiều dùng cho chết toàn thay. Dốc cả mối quan cầu, phá tan châu quốc tham tàn. Thấy bao dòng linh tinh chân phò đường quốc khôi phục nơi người cho biết tài chi. Sức lực tài quân định thấp cao, hòa lòng càng lạnh thế sát người vui. Lắm biển gia thời rõ sinh nữ nữ, lầm canh hổ đầu sanh tử không tha sợ. Sắp trận tan,
người xưa đã quay đầu về núi. Nhưng kỷ vật này ta giữ mãi bên mình. Trong nhà giam nội tổ con cầm tay trao lại quyển tiết gia kim khổ lùng, ghi cả cuộc đời chiến đấu hào hùng. Mở rộng biên cương là của dòng họ Tiết, khuôn phò đường quốc cho cha. Lũ truyền hậu lai gia phả anh hùng, báo quốc tận trung. Con nên cất giữ bảo tồn di sản mai sau, vào mình con nửa tình nửa mê. Trời ơi họ Tiết dòng thân thảm thiết vô cùng, con chào đời mở mắt đã xa cha lìa mẹ. Thừa lúc vua xa băng, gió tắc thiên lợi dụng việc kiếm họ Trung Thành. Do tắc thiên thuộc này Tiết Giao sinh ra, việc cấu trào bảo phò đường băng. Nghe lời chi khi cha chết cũng vui, sức tàn lực kiệt Tiết Giao ơi cha mỏi hơi rồi. Cha ơi con còn thờ dài bước nhờ cha dìu dắt. Con ơi thiên bất tục nhân nguyện, đò âm dương chực rước linh hồn. Cha ơi đừng bỏ con lạc lõng giữa chợ đời. Lần cuối nhìn con trẻ để rồi vĩnh biệt thiên thu. Tiết Giao, dạ. Tiết Giao con, dạ con đây này cha. Hỡi dòng linh của dòng họ Tiết, cha. Tiết linh sang hiền hậu, chờ huynh theo giới. Bệ hạ, bệ hạ, Tiết Giao, dạ. Tiết Giao, dạ. Con, cha, dạ. Cha, 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 cha. sông đường đảo hợp chính xuôi. Giờ Tiết Giao trưởng thành chỉ đại tuốt lưỡi gươm thiên mẫu
mật kẻ thâm thù. Nội tổ ơi, dưới chân con như chuyển đồng quay cuồng, ai hàng mà tái bồi xa tắc, ai nằm xương gầy dựng nghiệp đường băng, thế mà nắm xương tàn sĩ nhung vang loạn. Máu nóng bừng lên như vỡ tan lòng ngực, cơ tiếng gọi tâm môn bao hiếu trả thâm thù. Nhan trầm nhị ngút khói hương bay, khấn nguyện hồn linh chốn cửu tuyền, chứng đổ lời con tuyên thề, mọi gan võ hầu trả thâm. Mang tuổi thơ không sờn dân thân anh hùng vào đường gian nguy, báo ơn khung đường sông côi cùng trần gian, không còn gia quyến người thân thác nơi A Tì. Nén hương nguyện xin chứng cho vành khăn trắng, lê tham dầm tuôn cắt ngăn tình thâm, mẹ cha núi đao diêm đài hải yên, linh hồn mà chờ tiếc giao trá sông hoàng sườn, yên lòng nhà ta. Trời đêm tối, tình tướng cháu mái phục đã lâu, đặt thân dầu vui mộ thiết khu phần, cũng quyết tự chiến cho rạng danh họ tiếc. Giang tay, thầy có đạo sinh, bao bó tay chịu trôi. Tiết gia công tử quyết chẳng để nhớ danh. Hả? Nhà ngươi mộ thiết. Phải, ta tiết giao con thiết mạnh. Giao tiền phương lắc đèn, những quyền tướng sĩ hạ sát tiết giao. Bằng hữu tuôn rơi khóc tình nghĩa đệ, có tiếc có thương chỉ khóc thầm than lén, nào dám hở môi trước tay mắt của gió triều. Không biết chuyện chi sao cố ra nhìn trời, lẩm bẩm chẳng thành lời, thở gian than dài nước mắt tuôn rơi. Chẳng nước chán
nhân dân chúng điêu linh vì cuộc tranh quyền chết đầy sướng trắng máu hồng để dựng bền chiếc ghế long ngay. Cô ơi đừng nhắc nữa, nhắc càng thêm nhớ, nhớ thằng Thương say rượu loạn quê đăng đạp thất thê tự vong thân để di quả thiên thu hận tội. Mày, mày, tất cả cũng tại mày. Nhắc tới tao, tao giận, tao muốn đập một cây gậy lên đầu cho mày chết quá. Thằng Cương nó thầy ra đồng quan thăm cô nó, đưa thơ cho nội. Nó thề không uống rượu. Mày, mày một hai bắt nó phải uống. Có không mày? Dạ. Mày chối hả mày? Dạ, thì... Mày nên nhớ, mày chối không có được với tao đâu à. Mày bắt nó uống rượu nên mới có chuyện không mày? Mày thấy chưa? Thằng quỷ sứ, tao giận là hoa. Thì từ đó tới giờ con đâu có uống rượu nữa đâu con. Vì đời con lỡ sai chỉ có một lần, để sầu tán cho tiếc gia lầm nạn, cả dòng chung can chết quan trung trầu. Trời cao cứu nguy cho người mắc nạn, thoát tay ách luôn tư tôn sau này, kế tử nuôi tạo lửa hương miền trường. Chùa chánh minh ra đời, xua hết quân tham tàn, giúp chúng dân thành an, đời vui lạc quan. Muốn sự cũng tại mày hết trơn, hết rồi tao ký đầu mày bây giờ à. Ai đó? Mày làm cố giật mình hoài vậy á hổ? Sao tao hỏi không trả lời? Ai? Gì vậy? Mua ơi. Ma cô ơi. Ma. Ma. Cái đồ chết bầm. Nhà của cô xưa nay làm gì có ma mà mày la dữ vậy à? Trước mắt con thấy rõ ràng. Mày thấy sao? Lù lù một bóng đen, lưỡi dài cả thước. Trời ơi. Trơn đi hỏng đất, móng tay dài cả tấc. Cô ơi. Sao mày? Mày thấy nó móng tay dài một tấc là mày xỉu rồi à? À thôi, cô biết rồi. Nè, lợi đây cô nói nhỏ cho nghe. Dạ. Chắc có cái thằng nào nó muốn hôi của nó mới giả làm quỷ làm ma, nhát người trong nhà cho sợ ma rồi đó, nó vô nó gom của đó. Ồ. Dạ. Đừng có lá lớn. Trời ơi, tuổi gia đình nó ngủ hết rồi. Ông một đầu, mày một đầu, rình bắt trộm nghe hổ. Ăn trộm đây rồi, ăn trộm đây rồi. Xa, xa đạo tặc. Dạ quan, đâm lại lão ông tha mạng, cháu không phải là đạo chích giả hành. Vậy thế sao giữa đêm lẻn vào vĩnh của lão? Dạ, tại vì con đã mang âm thu ngàn đời vào thân mình, gia quyến không còn ai bới do dầu đào tìm quyền giết người công lao đường ban để nhiễm ngôi vua ngồi ngàn đời. Mày là ai con? Châu quốc nay thành nâng phế dông ngồi đường, đã triền mấy đời mấy mươi à năm, còn nhắc chi đau lòng hương. Quán cừ trước chồng kiếp này, quán cừ kiếp sao không nhòa, quyết gìn giữ dòng tiết gia lìa quanh, thề chẳng theo châu đào à. Không kiên tìm đau trong thân tiền quả đang anh hùng con họ tí tên Giao. Trời, Giao.
có nghe lầm không vậy á? Hổ câu ơi ơi, con có nghe lầm không câu? Mồ tổ mày hỏi đó ông hoài à, ông đó ngoài trăm tuổi, tai mắt qua làng, mắt thấy rõ hơn xưa, tai nghe rõ không còn lãng nữa. Cái thằng nhỏ này nó nói nó họ tiếc hả? Mà họ tiếc chết hết rồi. Thần thần ơi, mày làm cố giật mình hoài vậy á mày? Vậy là ma rồi cô ơi. Ma cái gì mà ma, mày làm tao giật mình hoài à. Họ tiếc bị chết hết rồi. Ờ vậy là nó đội mồ. Mà ơi mày bậy bạ hoài à, phải bình tĩnh đừng có nhát như thỏ nghe không, làm cô nhát theo nè. Cái thằng kia, dạ cháu là ai mà dám mạo danh họ Tiết? Cháu có biết người nào mang họ Tiết là sẽ bị giết không? Cháu không sợ, kiến họ của cháu đi chẳng đổi tên, ngồi không thay họ. Hay thằng quý sứ làm giật mình hoài à. Anh hùng, anh hùng. Nhưng mà 385 mạng người đã chết tại Thiết Khưu Phật. Thằng nhỏ mày là ai? Con ai mà mang họ Tiết? Cháu con trai của Tiết Mạnh. Hả? Tiết Mạnh? Dạ phải. Dòng họ Tiết chỉ còn duy nhất Tiết Dao. Kỷ bị đem tru lục tại Thiết Khưu Phần, đức thảm trời sầu tan tóc phủ dần, như sơ chia nỗi hận ngàn đời. Ngài bị thấm hình Tiết Dao còn mồng trên tay, người ta thể rằng cũng bị phân thây. Cháu là ai mà bảo nhận làm gì, chỉ muốn chút quà gió tay bay. Ly kính vô nghĩa phụ chức hoài hầu, đã trao con mình chịu chết thay cho Tiết Dao. Người cao lão hồi quan ẩn dật sơn tòng, kể rõ ngọn nguồn di vật cao tay. Cô ơi nêu đúng Tiết Dao quá lòng trời hổ đồ, hết tận cánh cô mồ quả Tiết Nghĩa tung thồng. Tính cả tính phòng lại cả phòng, có gì làm bằng cháu là dòng họ Tiết Bình Liêu? Dạ có chứ. Tiết mà ông là ai vậy? Cô của bác là Lỗ Quốc Công Trình Thiện Phi, tên Giảo Kim đúng không? Ừ. Dưỡng phụ con nói ông là năm đời phò tá Nghiệp Đường, kết nghĩa với tổ của con là Bình Liêu Dương, có cháu kêu bằng Cố, rủ thuốc phụ Tiết Cương uống rượu mới xảy ra chuyện giết Thất Thái Tử nên dòng họ con. Thôi thôi đừng nói chuyện đó, bác sâu hổ quá. Cháu nói không sai, mà có gì làm tin không hả? Đây quyển gia phả của nội tổ con, Tiết Gia Kim Cổ Luận. Đâu, đưa ông xem coi. Đi đâu được. Rủi ông xé của con làm sao? Ông thề đi con mới tin. Trời ơi, tôi già rồi mà đã bắt tôi thề nè trời. Được rồi, ông thề đây, nếu ông mà một dạ hai lòng á, thề ba tiễn xuyên thân. Dạ con xin lỗi ông, phải vậy con mới tin nè. Đâu? Ý ông ơi, ông coi lộn đầu rồi.
phải vậy ông thầy hổ. Dạ con cũng như cô mà. Trời ơi. Nét chữ này là của thằng Sang đây mà. Tiết giao mi thanh mục tu chẳng khác gì nổi tổ châu khi xưa. Trời ơi, lòng trời còn thương hậu duệ vẫn còn, mà người xưa đã đem ra người thiên cổ. Sao, sao cháu vào đây? Dạ, cháu tế Thiết Khưu Phần. Quân sĩ, phủ dây cả phủ lỗ quốc công, chờ lệnh nghe. Cô ơi chết rồi, cô ơi, cô ơi. Quân châu chúa dây nhà ta, con khuya chẳng lối ra. Hả? Đừng lo, mày theo lời ông, đưa thằng nhỏ vào trong cải giảng, chúng nó sẽ lầm, chỉ có trời mới tường. Ông ngự để rủ cô đi bắt dế hả? Dạ không, ông rủ cô đi uống đế. Hả? Tôi nói khế thủ cúc cung kính chào thiên tuế. Cái thằng hổ này lộn xộn rồi. Mày còn nhỏ tuổi mà mày điếc hơn tao nữa. Ổng nói ổng chào thiên tế, mà mày nói ổng uống đế. Ông nghe bắt dế. Quốc cụ đừng cười, tại lão già lãng tay. Cái thằng hổ nó uống rượu nhiều cũng bị điếc nữa. À, lão chào đó nghe. Dạ chào nghe. Ngài đi đâu vậy? Thưa ngài, gian nhân đột nhập Thiết Khưu Phần là họ Thiết tên Giao, tội phạm chúng tôi truy nã. Có lẽ nó đã nhảy vào đây, tự tôi truyền lệnh phủ dây bắt gian tặc trình lên thánh thượng. Cha, tôi già răng rụng hết rồi mà nghe ngài nói tôi cũng thèm quá. Nhưng mà bây giờ tôi khoái ăn ngọt hơn ăn chua. Cảm ơn quốc cụ có lòng rủ tôi đi ăn xoài tượng. Biết ơi là biết. Hổ? Dạ. Ông nói gì vậy à? Hổ? Dạ, ông nghe cô không chịu ăn xoài tượng. Ông nói tiếc ơi là tiếc. Ây da. Lão cũng tiếc lắm, nhưng mà ăn không được, răng cỏ đâu ăn. Quốc cụ đừng buồn nghe, hôm nào thuận tiện đó ghé lão đi, lão nấu chè mời quốc cụ ăn. Thiên tuế, thưa tự tôi vào đây là bắt gian tế. Hãy vào dinh thự của ngài, chỉ cần phiền ngài cho tôi đi lục soát. Ờ, cậu ơi. Gì? Ông nói có gian thế nhảy vào dinh. Ờ. Mình cho ổng lục soát à. Ngài đùa hay sao chứ? Sao vậy ngài? Tiên Dương ban chỉ lão được miễn triều.
mà khi đã vào triều nhập bất bay xuất bất quỷ giữ dương động tỏa bất khả xâm phạm. Tư dinh tôi có làm gì mà ngài đòi xét vậy à? Ngài biết rằng thiên lĩnh tiên dương như gì đang phi tồn nhập chính ngài làm quan, tôi phải lo toàn giữ an chức nghiệp quốc công có trò. Chính ngài làm rộn tri già lần lần tương thị binh gia quyên thuyền điện văn lão phụ khiếp hồn. Vậy xin ngài lui quân cho sớm. Không, tôi đang cầm ca xét bắt gian nhân. Ở dinh tôi làm gì có gian nhân hả? Gian nhân họ tiết với lén vô nhà ngài. Ai đừng có vu oan gia họa, chúa thượng ban chỉ, ai kinh gian họ tiết sẽ bị chém đầu. Ngài còn du không, tôi dâu che họ tiết hả? Nếu không có dâu che sao cố tình ngăn cản? Hổ ơi, dạ. Làm gì mà quốc cựu vui quá vậy con? Dạ, ổng đang cự với mình á. Ủa, cự chứ không phải vui hả? À, mà mình làm gì đâu mà ổng cự mình? Ông nói mình che dâu họ tiết à. Thằng nào nói bậy à, tao khển cái gậy lên đầu à. 20 năm qua họ tiết bị chém đầu, không ai dám liên quan họ tiết. Còn bài điều nói bậy à, muốn gắn cho ông cái tội liên can hả? Nếu quốc công không muốn liên can, cảm phiền cho tôi lục soát. Nếu như ngài lục soát mà không có gian phi á thì ngài liệu thế nào? Đúng, không có gian phi thì ông liệu thế nào? Lão sẽ vào trào cao lên chúa thượng rằng kim lĩnh hết linh, ai muốn xét muốn vào muốn ra mặt ý. Tế, nếu tôi xét ta không có gian tế thì chắc thủ cấp của tôi gian quá lắm. Thật tiếc vào đau loạn thét khứ phần tùy nã kể vào cơ phủ. Nếu lòng ngài nghi ngại thì tra xét sẽ tường. Dạ bẩm thiên tuế. Chuyện gì? Chị em con sắp đặt đã xong, trà quả hương đang lễ dân Phật trời. Xin được phép lên Quan Âm cát cho sớm kẻo trời trưa nắng xê. Cầu lão gia phước họ vô cương miên trường mạnh lắm. Cầu thành an quốc gia. Con đi chúc con bình yên, mỗi bước đi phải tiểu tâm đầy phòng. Kẻo trộm cướp về giật đồ đó của gìn giữ phận gái cho khéo. Lời lão gia trọn đời khắc ghi, có ngài táo phùng. Thôi đi mau kẻo đường. Dạ. Nếu kịp thì em con lên đường. Dạ. Đi nhớ về sớm sớm nghe ông. Tụi nó là nô tỳ đi dân hương, quốc ngữ quá quan tâm. Hey! Đi qua. Dạ, chào ông. Dạ, chào ông. Rồi, quốc cựu cứ vào lục soát đi. Cao lỗi thiền tuế, ngũ sĩ lục soát. Xét đi con. Một
bay xét ba ngày ba đêm cũng không có được. Tao cười hết nỗi đổ ơi, con cũng vậy thôi. Mẹ được an lành vui.
sống với con thơ. Lời yêu thảo con phân nỗi hân quan ngậm tràn tim mẹ. Hổ hỷ bên nhau chờ đợi một ngày. Quanh yên trăng mẹ nói gì con không hiểu à. Tánh con thì nóng như lửa, không chịu để ấm ức trong lòng. Mẹ à, hình như mẹ có giấu con điều gì mà không nói phải không mẹ? Con còn trẻ không nên biết vội, rồi sẽ có ngày mẹ kể cho con nghe. Thôi con muốn nghe bây giờ à, mẹ nói đi. Thôi, nói đi mẹ. Thôi mà, đi săn đi, kéo trời đã quá trưa rồi. Mẹ chờ con về ăn cơm với mẹ. Dạ. Dạ, con cứu mẹ con đi. Dì ơi, dì ơi. Cháu. Cháu là kẻ đi đường lỡ bước lạc vào rừng. Hai hôm rồi đói quá, không dám nào, dì cho cháu một chén cơm dư đỡ dạ được không dì? Tội nghiệp không, cháu lạc đường đói khát. Chờ đây dì dọn cho cháu buổi cơm no dạ. Dạ. Đây nè, mâm cơm dì dọn sẵn nè, chờ con của dì về. Thôi cháu ăn đi cho đỡ đói. Rủi con dì về không có cơm ăn thì sao? Không sao đâu, dì dọn mâm khác cũng được mà. Ăn đi cháu. Dì ơi. Hả? Có thương thì thương cho trót, dì cho cháu ba nén hương, cháu cúng trước khi ăn được không dì? Được được, cháu chờ dì. Dì vô lấy nha. Dạ. Nhan nè, cháu cúng rồi ăn đi. Cảm ơn dì. Khấn lễ cô tổ mẫu liễu kim quê, nhị nội tổ tiết linh sang, phàn lễ quê phu thê, trưởng bá phụ tiết vọng, phụ mẫu tiết mạnh. Và tiết gia cửu tộc hồn linh thiêng về với con, đảm bạc cơ bần, cơm muối mặn nồng. Sao như giấc mơ. Cháu ăn cơm đi, kéo nguội hết rồi. Nè, cháu nghe ta hỏi nè. Dạ. Nhà cháu ở đâu? Cha mẹ cháu là ai mà cháu một thân phiêu bạc vậy? Cháu. Sao? Cha mẹ cháu chết hết rồi. Chết. Còn nhà thì cháu không có nhà. Tội nghiệp không. À, cháu tên gì? Cháu tên Giao. Cháu tên Giao. Dạ. Vậy chứ cháu họ gì? Cháu họ. Họ gì? Họ. Không có họ. Sao lại không có họ? Phải cháu ngại nói ra không? Cháu sợ bị kẻ thù giết cháu đó. Kẻ thù? Kẻ thù của cháu là ai? Là họ Tiết. Họ Tiết. Họ Tiết là kẻ thù của cháu sao? Dạ. Họ Tiết xưa nay oanh liệt, quán trả ơn đền, không để thẹn lương tâm. Nếu họ Tiết có thâm thù
thì chắc hẳn gia đình của cháu là kẻ ác, nghịch quân phản chúa. Vì là ai mà binh vực dòng họ Tiết? Ta là dâu họ Tiết. Dâu họ Tiết? Mà dâu thứ mấy, vợ của ai? Phụ quân của ta là Phong Thành Hổ Tiết Cương. Nói gì? Vì là thủ lãnh Hỏa Long Căn, tên gọi Kỷ Loan Anh. Phải. Cháu là ai? Sao biết rõ tên ta? Đứa cháu cuối cùng của dòng họ, tên gọi Tiết Giao. Tiết Giao! Ta mơ hay ta tình? Có phải trời còn đổ cho ta gặp lại Tiết Giao? Thím ơi, dưỡng phụ hoài hầu kể rõ đuôi đầu, cháu lo sợ suốt đời không gặp được người thân trên cõi thế. Tiết Giao, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, nên xui khiến có ngày giải phóng trần chất gia, côi cút bơ vơ nơi xứ lạ quê người. Đã 20 năm ta giấu lệ trong lòng, chờ giọt máu Tiết Cương gì gặp chuyện không may, chỉ mang họ mẹ cha thì mất còn không rõ được. Sao chẳng phải một thân tiêu bạc, còn ly kính vô thúc phụ ở nơi nào? Thím ơi, sao khi kể rõ căn nguyên, cháu là đứa con còn sót lại của dòng họ Tiết, và trao tay hậu lai lưu di vật, rồi người chút hơi tàn mà nhắm mắt rực niềm tin. Hoài hậu thúc phụ đã qua đời. Mẹ, 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 vì sao lại cháu rơi? Còn thằng nhỏ này, mày là ai làm mẹ tao đổ lệ? À, có phải lợi dụng lúc Kỳ đi vắng tới tống tiền hâm dọa mẹ của tao phải không? Hả? Dừng tay lại, Tiết Quỳ! Mẹ, mẹ gọi ai là Tiết Quỳ? Con hay là nó? Mẹ gọi con. Mẹ gọi con. Đúng, con là Tiết Quỳ. Tại mẹ, con là Kỷ Anh Kỳ mà mẹ. 19 năm dài mẹ giấu mãi họ của con, vì sợ trẻ nóng tính sẽ không bảo toàn sinh mạng. Đây Tiết Giao là anh thứ ba, sau 20 năm dài xa cách mới trùng qua. Và sao hả mẹ? Chỉ còn Tiết Giao.
âm thù. Như vậy anh này là anh họ của con tên Tiết Giao. Tiết Giao. Còn con tên Tiết Quỳ. Con tên Tiết Quỳ. Đúng. Dòng họ của con đã chết hết. Thầy. Thầy ơi. Giữa đất bằng bỗng nổi cơn giông ai gây bão tố cho lòng tôi dậy sông. Mẹ ơi, còn cha con phương trời nào phiêu bạc hay đã phải đầu rơi vui liêm thi. Mang trời đen phú giang, người thân thích phân lìa trọn đời. Vì cha con lối lầm tại trời, ngàn năm để sầu mang. Ta hãy cố chẳng có hay.
Lòng gió mong ước về duyên mặn đồng. Ôi tiếng nương, ôi tiếng nương. Mỹ nhân, thảo mỹ nhân. Ai đó? Ông là ai? Xin mỹ nhân chớ ngại, ta không phải là kẻ vô lương. Thuận thời cơ bẻ khóa then xương, vì vô ý nên gặp mỹ nhân bên suối vắng. Ông phải biết nữ nam hữu biệt, lén lút trộm nhìn nào phải kẻ trượng phu. Cánh hoa rơi vì sương gió dập dùi, thân con gái bị người nhìn trộm, còn gì là tiếc hận. Ơi mỹ nhân à, mỹ nhân ơi, xin ngân hồ lệ. Ta khách chinh nhân, dũng tướng châu triều, lễ nghĩa tri đọc sách thánh hiền, nào phải kẻ thức phu sàm sỡ. Ở một lại này tạ lỗi, xin kiếu bước lui chân. Tôi như cánh hồng trong nắng mai phơi phới, đóa hoa khai duy vàng. Khi gió lại vô ý, cánh không rơi nhụy tàn. Ông bỗng đầu như bướm thắm phương lượng về hoa, đến bên qua cành hồng nhớ nhớ luyến lâu treo đùa để rồi bay xa. Ta phải bởi ông tơ xe sợi chỉ mạnh, nên bên suối vắng ta cùng nàng táo ngộ. Cùng quân tử xe mối ơi.
mất, bỏ mặt đó qua tàn khi đã bị chán ghê. Chỉ mong rằng ghi lại ở lòng ông một chút như ảnh của người con gái quê sâu mộng. Nước mắt tôi rơi trải dài theo vuốt ngựa đang dẫm nát tim tôi, người con gái si tình. Nương tử, nương tử ơi, ngọc châu nào sánh được lòng nàng. Ngàn sao mờ nhạt khi đôi mi nàng rướm lệ. Đẹp biết bao tâm hồn kiều nữ, khách mạc nhau đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nương tử, người cười chê thân gái quê mùa, mơ đòi leo cao đớn nơi sáng giao khi tình công dương dân trang anh hùng. Vui còn chi đời vui dương thế bao khổ sầu đeo. Ngàn năm trước cõi tiên mình ước nguyện thoát cảnh phân ly trên dải ngân hà như ngu lan chức nữ. Ta trốn xuống dương gian để cùng mỹ nhân ma tựa vai kề. Kết nở giữ vẹn câu thề, ngự đệ tam tư quyết không đáy ngọc kim sông lệ, đinh nước châu trần không làm bèo giả qua trôi. Bán cho ta, ta còn chi mà mê đắm say. Suối Ma Câu có ta bên nàng nàng ơi, suối Ma Câu có ta bên nàng nàng ơi. Có tiếng ngựa và người nhộn nhịp mù mịt cát bay. Mẹ à, xin mẹ nán vào trong dò xét động tĩnh thế nào, để quỳ ngăn chống nếu cần phải ra tay. Dạ còn có tiếng dao, hai con lũ tài sức đánh tan bầy lang xoáy. Được, đây là lần đầu thử sức hai con. Quân sĩ dừng lại chờ ta. Sơn trung quan vắng, tĩnh mịch tư bề. Một mái tranh trơ trọi giữa sơn khê, chắc không phải là nơi của những người tầm thường hoặc không lương thiện. Có ai trong nhà không? Ở kìa,
Nhìn dáng vẻ đứa trẻ này chắc chắn không là lương thiện, cũng là phường trộm cướp chi đây. Nè, thằng nhỏ kia, lại đây ông biểu. Ông là ai? Giọng nói ào ào vậy? Kêu thằng nhỏ này thằng nhỏ nọ. Thiệt mới gặp đã dễ xa nhau. Cha mẹ của mày ở đâu? Gọi ra cho ông hỏi. Nghe thấy ghét không? Tôi không có cha. Mi không có cha thế thì làm sao có mi hả? Có tôi là... Là sao? Là vì mẹ tôi hứng gió nam đẻ tôi được không? Ông là ai? Ngang ngược tới nhà người ta hỏi tới hỏi lui. Tôi đoán ông không là thảo khấu thì cũng tham quan chuyên bắt nạt dân làng rồi giết người cướp của. Thằng nhỏ này hổm đâu? Nhưng ông khen cho con là khí phách can cường, mày giống tao hồi nhỏ đó thằng nhỏ. Nè nhỏ, ông lỡ đường sải bước muốn hỏi thăm đường và xin trao chen nước đỡ lòng rồi sẽ ra đi tìm đường về đồng quán ai. Ông là ai mà muốn đến ải đồng? Tôi kẻ quê mùa không biết đường đâu mà chỉ. 20 năm dài xa cách quê hương, sớm cảnh địa hình hoàn toàn thay đổi. Ta muốn hỏi ngươi có biết đường nào để đi đến Ngọa Long Can lành? Đến Ngọa Long Can lành à? Mà ông là ai trên Ngọa Long Can để làm gì? Tìm lại người xưa trong khói lửa hoang tàn, chẳng biết nàng còn được an khang. Cánh nhãn xa đàn trôi dạt về đâu? Ông vào đây nói chuyện hoang đàn, tôi không biết cái gì và ông muốn tìm ai. Tìm lại cảnh cũ để nhớ người xưa, nên ta nói chẳng rõ ràng, làm cho thằng cháu mày hoang mang phải không? Nè, bây giờ vào trong lấy cho ta miếng nước. Ông xin nước thì nói thẳng, dòng vô hoài không biết chi nữa. Chờ một chút nghe. Tiết Quỳ con. Dạ. Mẹ nghe giọng nói của người khách lạ, sao mà phản phất quen quen? Sao giống giọng cha con quá. Mẹ nói thật hả? Mẹ nói thật là giống giọng cha con hả mẹ? Dù xa nhau đã 20 năm dài, nhưng tiếng nói mẹ không làm sao quên được. Như vậy thì để con sẽ hỏi coi rõ ổng là ai nha mẹ. Mẹ, nước đây nè, mời ông uống á. Cảm ơn. Hả? Tiểu tử, tại sao mày đưa rồi mày dứt lại hả? Nước là gốc là nguồn, nước là nhành là cội. Ai uống nước của Quỳ á phải nói họ và nói tên. Tiểu tử khéo dần lân, muốn uống nước tại sao lại phải khai tên bao họ hả? Nước tôi không cho quân tiêu nhân, nước tôi không cho tên Tấn Lương, giúp châu triều khắc thiên quy nhân đường mang lúc xưa. Tai nghe qua lòng ta thức thay, nơi sơn lâm bỏ can thiếu nhi đi kêu hùng nam nhi như tượng phu nổi lên khí thiên. Mẹ tôi muốn biết tên ông. Cất lão gia
kỹ hơn anh hiền phụ đây. Tướng ngàn thấy phương
xưa dám quay, đến nay còn đâu sức sanh lôi công thét giang trường xa. Thế phải bước quân nguy suy tàn đời anh hùng, mắt mũi nào ta sống ở nơi dương cằn thêm thèm lòng. Tướng công, cớ sao toàn quý mình dòng thân phu nhân? Tướng công, nói cho em rõ tường đụng trong sống bên nhau như hình với bóng, dinh nhột vui buồn ta chia sẻ bên nhau cho tròn đạo tàu khang. Bình tướng đã tan xa cơ thất trận, thừa tự bỏ mình vì bọn tiết gia, riêng ta thọ thương quyết lưu mãn địa, sống thẹn mày đâu không tròn ơn châu chúa, chỉ chọn quyên sinh giữ đạo tội thần. Trường tướng tài chi mà toan bẻ nạn chống trời, châu quốc mình vững đời đời, khi nguyệt cô này ra sức tranh đường. Phu nhân phận gái đào thơ, phu nhân chưa khóa mã thương đề, nên biết rằng sanh tử cận kề, dòng tương phải bôn đào tài chi phận nữ lưu. Học phép tiên gia thiện thiết sông pha chém giặc đoạt cờ, xin chàng dứng tinh chờ xem nguyệt cô trú tài đón hải di sản. Thảo phép báo tài lắm phu nhân. Mười ngàn binh mã chính là tu, chiến trường sông nước nữ lưu cho tài, ta đòi tin nàng chiến thắng về tay. Chờ báo tin lành thiết chiếm tướng đoạt qua. Lầm bầm đôi mắt mơ màng như chờ thần chết đưa hồn về dĩ lỗ. Coi là
làm gì mà dữ vậy hà? Đánh thì thủng thẳng mà đánh, có cái gì mà gấp dữ vậy à, anh hai đó ơi? Sao không gấp? Ta với nàng là giặc là thù, đã gặp giặc thì đâm đùa chém tạc. Coi qua dữ không á? Nè người kia ơi, giặc á, là giặc với ai kìa? Con thiếp với người đã gặp nhau thì trở thành trục trặc rồi. Quả châu quốc hết trang dụng tướng, sai nữ nhi nạp mạng dân thay. Nè sớm quay về kẻo vướng quả lây, vì lằng tên mũi giáo chẳng thương qua tiết ngọc. Mở miệng nói nghe có hậu, chàng thương liễu đào yểm mạng chúng Trường Sa, hay sợ cho mình chiến địa hết sông pha? Chết với tài thiếp, vợ con đành ly biệt anh nha. Tài chi đó lấy ngao lường biển, đem đèn mờ mong sánh trăng trong, quyết sanh tử một lòng, mở miệng giỏi ai khen là hào kiệt. Thiếp muốn biết đó tánh danh chi khá tỏ, hưởng lộc trời được mấy xuân xanh. Đã tìm nơi ngọc tốt trao quanh phòng cuối lẻ bàn. Như ta tiền cô tổ chinh đồng quá hài, hậu nội tông khoái ân chinh nà Tây. Tùng thuốc thân tiêu diệt cao bày, tanh tiết danh giao mi từ. Danh tiết thì bốn phương lừng lẫy, lòng thiện cảm mấy lâu ước nguyện, một phen đối diện giao đầu, nay đã gặp tiết giao thanh tú mỹ miều. À, tiếp thấy à, tiếp yêu yêu. Lẳng lơ để thẹn má đào, ta trưởng phu mã thượng, chớ nên ông bướm cợt trêu, khiến khách râu mài xem nhẹ nữ lưu. Tiếc lắm bắt
Được, ta sẽ đưa mi về suối vàng muôn thuốc. Tiếc là tỉnh lại bằng tiếng giao bằng ngọc. Trời, Tiếc là chữ
Tàu quốc suy biên, tiếp giao thọ nạn lìa hồn. Tà thâu khách trục hồn nhập xác hồ biên. Lại tỉnh lại bơ tiếp giao. Ô, đây là đâu? Quán mang hồn phách nửa tỉnh nửa mê, Giao còn sống thế gian hay đã về ấm cành? Tiếp Giao còn tại thế, bởi nghiệp cả chưa thành. Khấu đầu bãi kiến tiên ông, thánh danh người còn chưa rõ. Ta pháp danh Lý Tịnh, tu niệm Hương Sơn. Bởi thấy con bị yêu nghiệp hại đời, nên ta vì gia đặng dân thâu hồn phách cứu con thoát nạn. Sớm diệt trừ thâu phục yêu tinh, cứu dân lành thoát cảnh điêu linh. Đạo trưởng cứu con và xin đi được ban lời chỉ dạy phò đại đường diệt gió tắc thiên dựng cơ nghiệp triền miên. Thái ít qua rồi dòng họ tiếp rạng danh, đại kỳ công khai quốc công thần tên ghi tạc sử xanh. Con đã bị nghiệp tôn so cuộc ái âm thâu hồn đoạt mạng. Nó là hồ ly tinh tu luyện được ngàn năm, cũng may vẫn số còn dài thầy dẫn lĩnh ngọc hư, giúp con thu phục yêu tà giải nạn chúng dân. Vậy con hãy mau nhanh bước truy tầm yêu nữ nguyệt cô, nói lại giấy tờ mà nó đã tưởng rằng đã đứt đoạn. Sư trưởng ơi, mới chết một lần con vẫn còn phách lạc hồn kinh. Người bảo con nói sợi di quan là bắt nghe con vĩnh viễn lìa đời. Ta biết con chỉ khi nam nhi không lý vào tình dục, đây chỉ là giả cái yêu đương đoạt ngọc hồ ly tinh. Giả kế đoạt ngọc hồ ly tinh à? Phải, nghiệp cô được phép thần thống nhờ ngọc hồ ly ngàn năm khổ luyện đắc thành pháp môn. Còn nhớ tìm cách đi ai phúc thống, cần ngọc người cứu bệnh giải nguy. Diêm ngọc sông con sông cao bay, tự khắc hóa sông hoàng đi phủ cốt. Hồi yêu nghiệp tiếp giao, ráng thành toàn mật kê. Mộng bướm qua rồi bỏ ra đi chẳng tiên tả, từ người sao mà qua ba tình cũng dậy phụ phàng là thoái hồng nhan. Yên lặng người nợ ba sinh thiếp muốn được bên chàng, nào hay gái gánh giữa đàn chứ phải nào thiếp hờ hứng phượng loan. Lỡ duyên nếu yêu nhau bằng tấm lòng chân thật, thế sao đành dứt áo chia bầu khi duyên thắm tình nồng. Thiếp thấy chàng xác liệm tay phơi, việc thế gian thiên thu để hận, nên nàng dứt khoát chuyện tình. Không, thiếp đi tìm người giải cứu tiếc lan, để hương thề được thắm không tan, để chúng ta chung đủ cặp kết ân tình miên diễn trường lưu, núi cao biển rộng sông dài, hóa ước nguyện hướng đến tương lai. Tương lai tối đen mù mịt thầy sáng lạng vẻ vàng, làm cho giao nghĩ bậy nghi lầm các người yêu tội lớn bằng non. Trách mắng người ta đủ điều hết à?
biết mà, tôi biết phận mình bạc số vô duyên, nỗi đau khổ triền miên. Thôi thì chàng cứ quất ngựa truy phong đi. Thôi mà. Mặt bão giông cành đào ú nụ, mặt sương sa tầm tã nhụy vàng. Đi đi ơ. Thôi thôi. Ào 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 ào. Ào. Nín đi cục cưng của tôi. Ào 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 ào. Khuyên em đừng khóc nữa, ai cũng có lần lầm lỗi. Anh trách hờn là vì bởi quá yêu em. Tình nương hết giận chưa? Nè, cười đi. Thôi mà, cười đi cho anh mừng nè. Cười đi, cười, cười, cười. Đó, có phải vui không? Trời thanh thanh nắng ấm, tình đôi ta say đắm. Đắm say say đắm mừng tình nàng cao. Tiếp huyền ở mái bên chàng ngàn năm đằng. Mình đã có trần gian phiền não vào non văn tình khóa lòng mà. Sai trăng qua hương sắc mặn mà như sơn ca rìu rít dòng vàng để mơ vẫn nồng mùa. Tình nương ơi, lá thắm chỉ hồng, nguyệt lão khéo xe duyên ở đâu đức đoàn. Để tơ trùng phím lạc tuyệt đỉnh du sơn, gối hồn bên mỹ nữ thì cựu bệnh trong thân cuồn cuộn xoay tim này. Quả xuân dày đò tách bến đưa hồn ảnh về Di Lô, bến vô hình đà trượt rước kẻ mạn khăn. Trời ơi sao vội băng tiên giao này từng tuổi ra đi, vĩnh viễn biệt ly nguyệt cô hiền nữ. Người yêu ơi hãy nhìn mặt anh lần sau vui vậy một nửa tôi là ưu. Đôi bờ tiếc là chẳng quan quái gì bến cũ à. Phải, chỉ nửa khắc thôi là tim ngừng đập, mau ngừng nước hơi thở không còn tiếp khi trời để sông. Thế thì những lần khác thì sao? Tại gia trang anh còn ngọc người. Ngọc người? Nhưng nay giữa nuôi rừng quán vắng, làm sao có được. Tình nương ơi, ôm em vào lòng anh nuôi tiếc một thần tiên. Nhưng thôi, chỉ là áo mộng, tháng qua rồi mất hẳn. Ôi! Tiếc lên, tiếc lên ơi, nghe tiếng rên rỉ của chàng như vui sáng lòng em. Từng giọt mồ hôi chảy trên lằn trán yêu thương, là từng giọt lệ của em cùng lăn đổ. Tiếc lên ơi, chàng đừng tuyệt vọng tuổi đời ngắn ngủi. Đừng âu lo tình mộng sớm ly tan, đã có nguyệt phu trong hoạn nạn hân hoan cùng chia
sức ngọt bùi cay đắng. Tiết Lan, em sẽ giúp Tiết Lan tìm ngọn chữa dứt bệnh nan y, rút hết nỗi ưu phiền. Ngọc người làm gì có được, không ai có ngọc người đâu em ơi. Em biết gần đây có ngọc, nhưng mà chàng sử dụng ngọc như thế nào? Anh sẽ để ngọc vào đan điền, hít tụ khí âm dương, qua một vài vị thuốc bí truyền là sẽ khỏi, tức tóc trả lại ngay. À, Tiết Lan ơi, thế thì Tiết Lan chờ em nha. Ở đây chờ em, đừng có đi đâu hết á. Chờ em đi, rồi em đi mượn ngọc. Em đi mượn ngọc ngay, em đi ngay nè. Rắn có chân rắn biết, ngọc ẩn đá ngọc hay. Ta hồn lý tu luyện thành người, nhờ ngọc báo thai hình đổi xác. Nay thương bạn ngọc chẳng ngại khó khăn, chuyển vận khí công, nhã ngọc cứu tình lan toàn mạng. Người yêu tôi quá, vất vả tìm ngọc cứu Tiết Dao. À, anh cần nước suối trong hòa linh đơn giải bệnh, nàng giúp anh đi kiếm được không? Ôi, ngọc đâu, ngọc đâu em? Ngọc, ngọc, ngọc đây nè. Cẩn thận nha Tiết Lan, mất ngọc là em chết đó nha Tiết Lan. Em đi tìm nước nha. Quả lòng trời còn tứa phúc đường quốc sản tiếng Thiết Gia. Kỷ tiểu nhân nghĩ thẹn sâu mài, nhưng vì nghiệp cả cắn răng hổ thẹn, chiếu từ yêu nữ trở lại trại dinh. Tiết Lan, chàng đi đâu đó, trả ngọc lại cho em. Tiết Lan, yêu nữ chớ đuổi theo, ta biết mi là hồ ly tinh yêu nữ. Phu nhân, có ta đây. Ta là Võ Tam Tư đây. Phu nhân, tỉnh lại đi. Phu nhân, nàng thấy trong người như thế nào? Đã hai hôm rồi, nàng cứ nằm thiêm thiếp không uống không ăn. Ta lo sợ cho nàng từng giây từng phút. Tướng công, bây giờ là canh mấy rồi? À, bây giờ là trong thành vừa điểm canh ba rồi. Canh ba rồi thế thì không còn bao lâu nữa. Tây Dương lô dạng phương đông, cũng là lúc nguyện cô vĩnh viễn xa chàng. Phu nhân, nàng đừng nói thế không nên. Phu nhân ơi, bên suối vắng đôi ta, nghĩa tàu kháng trọn đạo phu thế. Nhất nhật đồng sàng hề ba
và ân. Nàng ơi tình ta sẽ thiên thu bất diệt, trở lực nào chia cách nay ta. Bội đầu táo ngộ chính nguyệt, cô nàng tự miệng hứa ra gắn bó bên nhau cho đến bạc đầu. Bao trăm chưa thỏa sao lại phải phân đường. Tình chàng như sông dài biển rộng, giả thiết sâu bằng đất thâm trời cao. Người bà tình lang sông giả tâm sâu đầu, dối gạt lọc lừa giết hại đời qua. Chính mày phu nhân, chính mày làm sao thế? Phu nhân, ta làm gì vậy? Dừng ta lại. Phu nhân. Trời, phu nhân của ta đã bất tỉnh rồi. Bay đâu? Để phu nhân tay nghỉ. Gặp không được ông Mao, ông tuần tra rồi sẽ trở lại ngay nha. Phu nhân.
Nghi. Dạ. Hãy vào trong chẩn mạch cho phu nhân ta. Nhớ cẩn trọng ra nha. Cất tiếng gọi phu nhân, hãy tịnh tâm định trí. Lang y vào chẩn mạch đầu tháng nha. A Thu, A Thu. Thầy Lang, việc gì mà ngài kinh hãi như thế? Dạ, phu nhân mất dạng. Hả? Chị có con hồ ly. Mày! Làm gì có chuyện quái gở? Trong phòng phu nhân ta lại có hồ ly. Bay đâu mang hồng đăng cho ông. Bả hồng đăng rảo khắp loan phong, xem phu nhân hà xử. Là Mãn Phủ Nguyệt Cô Thế Nữ. Dạ. Người vừa nói Nguyệt Cô nào, sao dám nói sai như vậy? Dạ, cánh tay trái còn đeo kim xuyên. Sao? Cánh tay trái có đeo kim xuyên à? Cánh tay trái có đeo kim xuyên. Vợ tôi Hồ Ly Kim Xuyến. Kim Xuyến, trời ơi, đây là tôi giết vợ tôi rồi. Phu nhân. Tại sao nàng lại là hồ ly? Trời ơi, tôi đã giết vợ tôi rồi. Phu nhân ơi, phu nhân, phu nhân chết bỏ ta rồi, phu nhân ơi. Sáng
đồng. Giang sơn đi đâu? Bao ngày qua máu chảy thì phôi người hy sinh. Quan tướng mưu toan giành ngai vàng.
trần gây mau đổ sắc trái đầy đường mau loang khắp chỗ đại đường chinh phục đê ngồi đại châu đến hồi bãi quốc tội công lường lọc chân tà thương dân chung đảo điên điên đảo thế sao người là đệ tử tiên gia lại ngồi im trước cánh tân nhà người là ai bàn diệt nước diệt nhà ta là người gì võ hậu tắc thiên truy tìm giọt máu bỏ rơi ai là giọt máu bỏ rơi mà đi muốn truy tầm là lư đầu đạo sĩ ở trước mặt ta hồ ly ta cấm ngươi xúc phạm đến ta xin thái tử khoan hồng tha tội mạo muội của hồ ly không thể đứng nhìn châu hậu đêm ngày than khóc lính truyền tìm con mình mà chẳng biết đâu nay dẫn nước huynh nguy vì họ tiết lỏng hành đành thúc ngủ chờ gươm kề cổ quan mẫu ta không không ta là một đứa con quan đã bị dứt bỏ sau cơn mưa tình đã tạnh dứt bỏ để chẳng lũy phiền một hoàng hậu đa tình một vị vua chỉ biết thú dâm bôn không ngoảnh mặt lấy nhìn hình bóng cũ nếu không có thầy ta lòng nhân nuôi dưỡng thì giờ này ta đâu ngồi đây dập đỉnh học đạo tiên. Sống cho riêng mình là kiếp sống hèn, khi nhìn huyết thống bị người sát hại không chút lòng thương, như thế là kẻ vô lương. Người cần phải nghĩ suy vì sao mẹ không thể nuôi mình, tháng dài đau khổ mang vào mình đứa con chờ đến lúc khai quang. Nhưng sao ta ra đời mẹ ta trốn chạy liền ta giữa quan tàn, là vì họ tiếc quy quyền khắp đế đô đang chống lại nương nương. Mua chuộc quân nhân khi lệnh bà chuyên bụng, đem thái tử thủ tiêu diệt mầm hậu quan về sau. Người nói thật lời hay có ý dấu gian, lung lạc tâm thần làm ta phải hoang mang. Tôi đã gặp võ hậu kể rằng ngài còn nơi trần tục, lệnh bà tha thiết gặp con, rồi dù tuyệt mạng lòng bà cũng mãn nguyện. Mẹ ta muốn gặp ta. Ôi những giây phút thiêng liêng mẫu tử tương phùng, kể sao cho hết niềm vui, sao mấy mươi năm xa cách mà có được buổi đoàn viên. Nhưng ta là tiên, nếu ta lén xuống dương trần lúc công phu chưa mãn sẽ bị nghiêm trần uổng cả đời tu niệm. Học không hành sao biết giỏi, chọc nước khuấy trời mới là chỉ trưởng phu. Ngài hãy xuống trần làm sáng tuổi tên ngài, và sau đó chiếc ngai vàng châu quốc sẽ đặt dưới chân lư đầu thái tử. Ta là vua, ta sẽ là vua, còn gì sung sướng cho bằng. Phải lắm, Lư Đầu sẽ là vua trị vì thiên hạ, giúp mẹ ngươi tàn sát tiết già. Hả mối thù hơn 20 năm qua, hàng lễ quê đã làm cho chúng ta điêu đứng. Vị đạo trưởng là ai? Xuất xứ là bạn hay thù? Địa giáo hay thiên tiên?
xuống non cùng thù. Ta dùng sức theo châu đào, lưu dân thế dân anh hùng. Như cây tùng sao lưng trời thì trong bao bùng. Ta là vua cá thân là quan, nên cầm đầu sẽ vinh hoàng. Ao máu đại thần mỹ nhân theo hồng, hồi thích na thai y tâm. Sức dời non lấp biển, ta đọc tầm nghiêng đất đổ trời. Phép ta giống bão nổi dậy trần gian, ai cái thế sẽ diệt đường phò châu quốc. Này thái tử, ta xin dùng phép hô phong quán vũ, biến thần quay đậu thành binh, lập ấn tiền thách công thành hậu tiết cương. Mà trận thế sẽ cùng đường mạc lộ, cùng đường mạc lộ lập trận. Hoàng hà dâng cao qua sông má thò nhô nhấp nhô. Trời làm mưa to bão quá to, người dân gian thành ra khói mây. Cho biết ai xin cháu ai ba.
Phải mà, bà chỉ biết ra lệnh chém đầu chứ đâu cần âu yếm vuốt che một thâm tình ly cách. Vừa tái ngộ đoạn duyên vậy mà đêm như ngày tôi tha thiết nhớ thương bà, mong được ngã vào vòng tay thân yêu, được gọi tiếng mẹ mà tôi hằng mong gọi. Ngươi buông lời ra như trách móc ta, như con trách mẹ bao ngày xa chân. Ngươi, ngươi là ai? Kẻ quan thù hay là người thông thích? Đến tìm ta, ngươi đến tìm ta để làm gì? Để trả cho bà mảnh áo cẩm tiên mà tự tay bà thêu ra nó phủ lên mình, đứa trẻ sơ sinh. Gió mỹ nữ nét chữ của ta đây mà, nói vậy ngươi là con của ta
hoàng kim đã đến ta. Ôm con trẻ ta tưởng rằng như mơ, giấc mơ êm đềm, vì thuở xưa lực cảnh ta phải đành xa con cách tình. Thần binh con sẽ làm cho chúng điêu linh, biết tài thái tử Lư Đầu Thần phong diệu pháp hô biên. Tiết gia chúng bay phải chết, à chân trời.
trách ai mới phải, hay tự trách mình đã sanh ngộ nghịch nhi. Bước xa đi gánh quả nan di, lời thề độc đã làm ly tan dòng hồ. Ôi trời cao lưới thiên lòng lòng, khó thoát mãi lòng khi mắc phải lời thề. Tiếc cương đâu, tất cả gia tộc tham quyền khấn niệm vong linh, cầu người chết siêu thắng tịnh độ. Sao mi vẫn che mài lanh mặt, hay bởi hố thầm không dám nhìn lại máu thân. Mẹ,
trình lĩnh mẹ. Con bỏ rượu lâu rồi. Sao? Ông bỏ rượu rồi à? 20 năm rồi mẹ. Coi kìa, sao uống quá vậy ông? Theo ngũ nghĩ, ông cần phải uống. Uống? Phải. Phải uống. Để? Để mừng 385 mạng người. Vui liếm với thiên cứu phần. Uống, uống để ông lập đại kỳ công. Uống, uống đi trả được thù hoa tiên. Thưa mẹ, lỡ một khắc ô danh giảng thuở, nên con thề không uống một giọt rượu nào mẹ ơi. Nhưng nay mẹ bắt con phải uống. Rượu đâu? Đó, rượu đó, thịt đó, uống đi. Mẹ ơi, uống cho say, cho ngây ngất tâm hồn. Mẹ ơi, uống đi, uống cho hết đi, đừng bao giờ uống nữa. Mẹ ơi, nhớ khi uống xong, chính tay con phải mở nắp thiết cứu phần. Mẹ ơi, mở nắp thiết khưu phần. Mà võ tắc thiên đã qua chặt 20 năm. Hỡi thiên công, hỡi tiết tộc anh linh, chứng kiến phong thành hổ, võ thiết khưu phần cải tan dòng họ tiên. Uống đi. Nếu con không uống thì mẹ sẽ đánh con. Uống, uống. Mẹ ơi, con lại mẹ. Con lại nội mà nội ơi. Xê xa nội ơi, xê xa tất cả. Đừng để bà nội buồn. Oh,
thần năm mà xưa. Chồng chất thân phu đã như ánh sao đêm mờ nhà cuối chân trời. Còn đâu sức thánh lực thiên bé nàng chống trời, nếu không dỡ được thiết ngư phần sáu hai dài im liệm thì quan hồn họ biết vĩnh viễn hận không nguôi. Tội cha làm con trẻ sinh thay được tháo gỡ bia thù họ tiếc để cải tán tìm ra hài cốt tổ phụ đứng sáng xấu hậu thiết ngưu phần. Biết tài họ tiết hậu sinh khả quy và để giao tìm hai cuộc sống thân bất hạnh khao khát bao ngày cho thoá già nhớ mong. Thầy cháu muốn thay tiết cương phá thiết ngưu phần à? Dạ. Được, ta cho hai cháu đối tội lập công. Đội ơn bà nội. Tiết cương, nếu tiết quỳ, tiết giao không gỡ được thì con đừng trách mẹ sao hạ thủ chẳng lưu tình. Xế ra đi mẹ. Tuân lệnh mẹ. Tiết quỳ. Dạ. Được không con? Phụ thân hãy yên tâm, tiết quỳ này sẽ làm được. Cha mẹ kỳ vọng ở nơi con. Ráng lên con. Ráng lên con. Ráng lên. Ráng lên con. Ráng lên tiếp quỳ. Anh coi tiếng
tình thương.
hình ảnh mà chúng tôi nhiều ngày qua đã cố công thực hiện kịch bản Vàng Lê Quê, Báo Gia Cường của hãng phim trẻ và công ty Diamond Pictures biểu diễn. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ đáp ứng được tấm lòng ái mộ quý vị khán giả thân mến. Và quý vị hãy đón xem một ngày gần đây, chúng tôi sẽ trình diễn kịch bản Mộng với anh Dương Cây tập 2 kết cuộc và Bao Công Ca Án Vũ Thử. Tin tưởng rằng những âm thanh, xảo thuật, kịch bản và đội ngũ diễn viên chúng tôi sẽ cố gắng làm quý vị hài lòng, thưởng thức để không phụ lòng quý vị. Xin chân ái kính chào quý vị khán giả. Thank you.